Rồi, xin chào anh em. Thì sáng sớm hôm nay em test đôi loa Boss 301 AV Monitor. Cặp này là cặp không thùng, em gửi cho bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Thượng Hiền. Thì hôm nay em ghép cùng với nó là một main round của Mỹ CTS 1200. Thì đối với con CTS 1200 thì anh em đã rất là quen rồi, hàng Mỹ nòi, và hôm nay em hướng dẫn anh em chơi ghép để karaoke. Thì chúng ta có thể ghép ở nhà, chúng ta có những cái ly karaoke ví dụ như Jaguar hay là Arian mà chúng ta không có chơi nữa mà chúng ta nghe nhạc, mà bây giờ muốn nghe hay và ca hay nữa thì chúng ta ghép, ta lấy con amply làm một cái rề, làm mixer karaoke và ghép qua một cái con amply nghe nhạc chuyên nghiệp ở nhà để chúng ta hát, nó tận dụng khỏi phải mua thêm vang, đỡ tốn kém chi phí. Thì đối với những bác kinh phí khỏe thì ta làm như vậy, còn với những bác mà ít tiền thì ta mua con amply Boston Audio này 5 triệu đồng thôi, chúng ta có thể vừa nghe và vừa hát là được rồi, rất là kinh tế. Thì cái cách nó như thế là để cho anh em nhiều cái hướng chơi, mình tận dụng những đồ mình ở nhà không có để bỏ hoang phí, rất là ổn. Rồi em sẽ đi quay sơ lược lại một lần nữa cái gặp loa Boss 301 AV không thùng xốp cho bác khách đây ha. Và cặp có thùng xốp thì cũng một bác khách ở quận Tân Bình cũng đã chốt luôn rồi. Màn con còn rất là đẹp ha, rất là sạch sẽ luôn. Thì em cũng mới lau bụi vệ sinh sơ bộ thôi, chưa có hẳn được. Đây, góc cạnh là miễn bàn, không có mẻ bể và nở gì hết anh em nha. Rất là đẹp luôn. Và lưới và e-căng zin của nó đây nha, không có rách nha, không có rách nha bác. Và sau clip này em cũng test lên một clip nữa để test đôi loa 301 AV monitor thùng shop gửi cho bác khách luôn. Thì sau clip này, sau hai clip này sẽ có người đi giao cho hai bác ở Sài Gòn. Và ở đây em cũng xin báo giá lại luôn về hai sản phẩm, một con main round CTS 1200 của Mỹ thì nó có giá là 12 triệu đồng. Giá là 12 triệu đồng và con Amply Boston Audio 1001 hay là mã có giá là 5 triệu đồng. Giá này vẫn là giá bao ship cho anh em. Hàng là đẹp riêng tuyệt đối. Rồi mời anh em nghe một đoạn nha. Thì main này công suất nó lớn thì mình khi mình lớn volume mình hạ bass chép bớt xuống nha anh em. Tuy dòng khung
còn in trên vui chiến thì còn nhiều thắm thiết và mơ thì đối với 301 AV monitor thì em thông báo tạm hết hàng, thì em chỉ còn series 3, series 2 và series 4, 10.2 series 2, rồi 601 series 3, 701 2 lỗ hơi, 16 lông chuột, rồi 701 series 2. Boss thì em còn khoảng bao nhiêu đó anh em, để phục vụ anh em chơi Tết nha. Anh em nào có nhu cầu những phẩm nào thì hãy liên hệ cho em nha. Tới đây em xin kết thúc.